Rút trên ghế hay làm như mắt bông lông hay sao trời. Rồi anh, cái bộ này là của Hồng Anh 494, Hồng Anh không có dấu. Thôi chị đừng nói nữa, nói qua giờ rồi. Nói chung là ở đây cũng mệt lắm, làm biếng nói. Hồng Anh 240. Rồi mệt nói nó. Đứng vậy lấy cái bộ chữ V này size 3X đi con. Sau lưng gì nè. Bộ này 3X nè. Anh ghi chữ Thắng Nguyễn thành phố ơi. Thắng Nguyễn không có dấu. Thắng Nguyễn thành phố. Chào mấy chị nha. Chào mấy chị. Kéo cái bao Quảng Châu với bao Rin lại đây hả? Rồi em lên cho mấy chị set này nha. Cái set hồng rút đó cột lại đừng giao cho ai nữa nha. Để giao cho sĩ á. Bao hồng rút á. Không, kéo đây nè. Đừng cãi tôi gì hết trơn á. Sắp trên đây là trên đây nè. Coi hết đi. Chữ V động xếp ống da xếp dây các cái này luôn hả. Hôm nay em lên cho mấy chị hàng Quảng Châu nha. Lên cho mấy chị xếp Quảng Châu. Chị nào chốt xếp Quảng Châu chốt lên nhà em xếp Quảng Châu. Rồi xuống lấy một cái bộ đá size XL nè. Da lon bùa Thái. Ghi lon bùa Thái đi. Thắng Nguyễn 240. Ghi lon bùa Thái giùm. Lon bùa Thái một bộ đá 240. Rồi cắt ra. Lon bùa Thái một bộ đá 240 nè. Với lại một bộ này. Một bộ này. Phải không ta? Ừ nó đó. Rồi hôm nay là mấy chị không mua bộ nhúng này là mấy chị sai lầm. 240 bộ nhúng của lon bùa Thái luôn. Với lại 1 kg chân gà. Rồi, lon bùa Thái bộ này luôn. Trời ơi, hôm nay mấy chị trúng mánh rồi. Nè, cho mấy chị coi bộ nhúng ngày hôm nay về nè. Bộ nhúng ngày hôm nay về nhưng mà size phải từ 70 kg trở lên. Vải đẹp không mấy chị? Bộ nhúng mà mấy bữa em hay ngồi mặc livestream đó là bộ này. Có bộ áo yếm mà em bữa nay chị về 4 hoa văn bộ áo yếm nè. Cho chị số 1 ra nha. Cái bộ số 1 đây nè. Đẹp không mấy chị? Trời ơi, nè. Bộ lon bùa Thái luôn. Lon bùa Thái 240 của lon bùa Thái. Lon bùa Thái 240 bộ này. Em nói chị mà hôm nay là mấy chị bộ này mấy chị không mặc vừa lòng mấy chị nữa thôi rồi. Thôi rồi ta đã xa nhau luôn ha. Rồi lên hàng cho mấy chị nha. Lên bùa Thái. Hai bộ lon bùa Thái hai bộ đúng không? Lon bùa Thái hai bộ. 240 cộng 240 XL phải không con? Ủa nó ghi là ký chân gà. Ký chân gà. Đây là bộ áo yếm đầu tiên là bộ thổ cẩm nè Đỗ Quỳnh Nhân. Đây là bộ thổ cẩm nha. Bộ thổ cẩm kèm với quần đùi 240. Bộ này cũng 3 size. Nhưng mà cái size 100 kg nó hạn chế màu. Còn 3 size kia nó không có hạn chế màu. Nhưng mà bộ này quần đùi đã lắm mấy chị. Đây là bộ yếm đầu tiên là y chang bộ em đang mặc nè. Bộ yếm đầu tiên y chang bộ yếm em đang mặc ha. Mấy chị thả áo ra thì thành áo phông dài có thể phủ quần nha. Bộ này là 240 ngàn. Chị nào chốt bộ này 240 ngàn. Nhưng mà biết sao không? Cái bộ này là Bích Thủy, nhìn là Bích Thủy chốt liền nè. Tôi cam đoan luôn, để dãy tay lửng rất là đẹp ha. Cam đoan với Bích Thủy. Bộ này mà Bích Thủy đụng vô một cái là Bích Thủy chốt liền. Bộ này quần xẻ tà. Bộ này theo may theo form hot 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 trend. Đây. Bộ này là bao đẹp. Quần ống bát mà xẻ tà. Dạ có chân gà chị Khang Nguyễn giao thành phố nha. Rồi lên bộ yếm thứ hai. Không có áo lễ gái. Nguyên xếp. Rồi lên bộ yếm thứ hai mấy chị. Bộ yếm thứ hai là hoa văn đỏ. Cái hoa văn đỏ hồi bữa giờ là Burberry là mấy chị thấy đúng không? Nhưng mà hoa văn đỏ vô bộ yếm đỏ rất là đẹp nha. Mấy chị nghe lời em đi. Cho một bộ này 3X thờ hải ơi. Cái bộ trong cái bao trước mặt mấy quạt ừ. Bộ 3X cho Bích Thủy 250 nha. Hoa văn đỏ mấy chị. Em lên cái hoa văn hồng nha mấy chị mới thấy xinh nè. Hoa văn hồng ơi bữa nay bán bị mắc cái sao chẳng hẻm rồi. Hoa văn hồng mấy chị ơi. Chị nào chốt cái hoa văn hồng chốt giùm em. Bộ đen 250 Vy ơi. Bộ đen 250.
Bà ấy cho bác Tuệ Hải ơi, lên lầu lấy cặp nón này. Cặp nón có chữ hát á, màu vàng. Lấy cặp xuống luôn. Còn không đủ cặp nè. Đây mấy chị, bộ đen Văn Nguyễn lấy size nhiêu ký báo nha Văn ơi. Đây là bộ yếm mấy chị. Đây là bộ yếm hồng ha. À, đây là bộ yếm áo hồng. Chị nào chốt yếm áo hồng, chốt giùm em yếm áo hồng. Yếm áo hồng, bộ này cũng 200 tư. Và còn một bộ nữa mấy chị. Còn một bộ nữa là yếm hoa cúc vàng. Bộ này đẹp nè Văn. Bộ này đẹp nè gái. À, bộ đen là 250 ngàn nha mấy chị. Bộ đen 250 ngàn. Bà ít Văn Nguyễn thành phố nè. Văn Nguyễn thành phố nè bà ít. Bà ít là 100 kg đó Văn nha. Phải Văn Nguyễn thành phố để coi được. Văn Nguyễn thành phố nào vậy? Văn Nguyễn ơi cho xin địa chỉ số điện thoại Văn ơi. Văn ơi cho xin địa chỉ số điện thoại nha. Bây giờ em lên bộ nhúng cho mấy chị nè. Còn có cái hả? Rồi đem cái đó xuống chốt trước đi. Để chút anh Phước chốt cho cái bill gì hồi sáng để lại nè anh ạ. Văn Nguyễn khách quen chị, ok Văn. Bá ít là 90 đến 100kg nha Văn. Văn lưu ý giùm ha. Lưu ý giùm em một cái. Bây giờ em lên cho mấy chị mấy cái bộ này nè. Em nói thiệt, mấy bộ này là mấy chị mê mẩn liền. Bữa nay có áo nhúng về nhân đổ Quỳnh Như. Hôm nay áo nhúng về, Quảng Châu về rất là nhiều luôn. Hôm nay có áo nhúng về. Chị nào hôm nay chốt áo nhúng, chốt lên giùm em áo nhúng nè. Chốt của Facebook Ý Yên á. Lệ Nhi gì á. Cái nón 250. Nón 250. Facebook Lệ Nhi 779 đúng không? Ý là chị Văn Nguyễn là em mới thấy chị chốt là 3X. Bây giờ chị chốt là 2X hay là 3X chị? 2X mà, 2X nó lộn á. Văn Nguyễn chốt 2X, nãy đưa ra nhiêu ạ? Đấy bộ 2X, đấy bộ đen 2X hả? Bộ đen 2X. Cái bill của chị Thu Nguyễn gửi chứ vậy? Sao lần nào cái bill của chị này cũng bị dính cái gì đó hết ta? Hồi đó đặt đó thì không có giao. Coi lại bill Thu Nguyễn thôi có không anh? Hàng đã đi không nổi rồi mà bill còn lung tung nữa. Hàng đi không nổi luôn á. Hàng về dạt vào về mà bill view like thì 67. Hàng về quá trời đẹp luôn mà đi hàng không nổi luôn mấy chị. Thiệt sự luôn. Thượng Nguyễn 416 tại chị mua nhiều quá em đưa đẩy lại cho 22 cái cho chị nè. Thượng Nguyễn còn chị tại vì chị mới gửi bill chị. Mà chị có một cái hai cái hàng xe cho nên là anh Phước mới để lại chị mua đi mai em gửi nha. Chị mua hàng đi mai em gửi cho. Nếu mà like cái trang này nữa thì em cúp máy em chụp hình mấy chị. Cái like kiểu này chán lắm. Ba kiểu này đi hàng không nổi luôn. Rồi lên bộ này cho mấy chị nè. Rồi bộ này 240 ngàn. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị cái bộ. Đừng có để em mặc rồi mấy chị hỏi nha là không có được ha. Rồi chốt cho bộ này Hồng Hạnh Long An nè anh nè. Hồng Hạnh Long An. Hồng Hạnh Long An nè. 240 một bộ. Có dấu hình Hồng Hạnh là bữa giờ mình gửi hàng á. Em nói thiệt nha, cái bộ này mấy chị chốt đi để em mặc lên là cưng lắm. Rất là cưng. Sợ cái Hồng Hạnh nó thử phải không? Em nói mấy chị cái bộ này vải đẹp lắm. Vải không co dễ nhưng mà lụa tơ tầm rất là đẹp ha. 240 bộ này. Bộ này em có size tới dưới 92kg. Rồi một bộ thứ nhất nè. Rồi lên tiếp bộ thứ hai hoa đen cho mấy chị nè. Lên tiếp bộ thứ hai hoa đen cho mấy chị. Rồi chúc chị. Từ từ đi. Đây là bộ thứ hai. Bộ thứ hai nè mấy chị, xinh không? Trời ơi. Mấy chị chết chứ sống với em gì nổi mấy chị. Sống không có nổi đâu. Em nói thiệt luôn. Trời ơi. Không thể nào sống nổi với tụi này nha mấy chị. Rồi chốt bộ này cho Hồng Hạnh luôn nè. Hai bộ. 240 luôn. Đưa đưa đưa.
Rồi 240 bộ gấu đen, xanh đen nè mấy chị. Trời ơi bộ này mấy chị mặc lên, mấy chị có đợi hàng ế xong em mặc là mấy chị hỏi trời ơi không có đâu mấy chị. Xin lắm. Em nói mấy chị xin lung linh luôn. Xin ơi là xin luôn mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một cái bộ số 3 nha. Mà hình sự nó chứ. Mà hình sự đi, chố một cái chị. Đi đi. Chị ra thì chố ổn cái đi. Đây, bộ số 3. Áo không có ngắn chị, bằng cái bộ mấy bữa em mặc. Nè, cho Hồng Hạnh thêm bộ nữa nè, là 3 bộ. Rồi còn bộ nào nữa rồi. Còn bộ nào nữa ta. Còn một bộ nữa, bộ này. Còn một bộ nữa là họ thổ cẩm này là bộ số 4 nè. À là bộ nhúng nè Phạm Trân. Rồi Hồng Hạnh 4 bộ. Đủ 4 bộ Hồng Hạnh chưa? Bộ thổ cẩm này có 4 bộ à. À bộ thổ cẩm này có 4 bộ à Phạm Trân. Rồi mấy cái bộ này nó dễ thương lắm mấy chị. Áo không có ngắn bằng những cái. Tại vì khi mấy cái tay mấy chị lên tới đây nè, khi cái tay mấy chị lên tới đây thì cái áo nó sẽ kéo dài bằng hết cái nơi bụng em. Nha mấy chị nha. Trời ơi thổ cẩm thì có mấy bộ thôi. Thổ cẩm có mấy bộ ha mấy chị ha. Thổ cẩm thì có 4 bộ thôi. Không có chị, mấy cái bộ này mà em hay mặc ngồi like á chị ạ. Là bao nhiêu người hỏi nè. Bộ này cũng xinh nè Phạm Trân. Bộ này xinh gì dễ thương quá trời luôn đây. Bộ này rất là đẹp. Bộ này là bộ. Em mặc bộ nó được không? Bộ này chị em nghĩ em mặc bị chật á. Để chị coi bộ số 2 được. Tiếp vô với số 1 cái này. Bộ này chị sợ Ngọc Dưỡng mặc bị chật cái quần. Bộ này. Bộ số 2 hả Ngọc Dưỡng? Bộ số 2 Ngọc Dưỡng vừa nè Ngọc Dưỡng ơi. Bộ số 2 này Ngọc Dưỡng vừa nè. Nếu mà Ngọc Dưỡng cao không mặc đồ bộ. Cái này đâu phải đồ bộ, cái này là cái hot trend của năm này nè. Cái này năm cái bộ này là hot trend nè, đưa bộ số 1 đó nè. Rồi. Cái này cho Nguyễn Ngọc Yến là sĩ nè, anh để im nha. Để im em soạn đồ cho Nguyễn Ngọc Yến. Để im hết. Nguyễn Ngọc Yến 4 bộ. Số 1. Bên đó mà. 6 bộ. 6 bộ. Rồi để em coi em soạn đồ vậy. Nói vừa nói xong với câu. Má cơm không hút hút cháo nữa. Còn mẫu nào nữa ta? Mẫu này có chưa? Mẫu gấu đen có chưa? Mấy đạn Hồng Hạnh 4 bộ rồi. 8 bộ. 240 gái. 240. Rồi 10 bộ của Nguyễn Ngọc Yến. 10 bộ Nguyễn Ngọc Yến. Rồi em lên áo lẻ cho. Bộ yếm thì giống như chị đang mặc nè gái. Nhưng mà 4 màu vải. Này ha. Mà mẫu thổ cẩm này. Mẫu vờ tết đỏ. Mẫu hoa cúc vàng. Với mẫu hoa hồng. Nhưng mà size 100kg thì chỉ có mẫu hoa hồng thôi. Chỉ có bộ hoa hồng này thôi. Nhưng mà bộ này hoa đẹp lắm Ngọc Dưỡng ơi. Bộ này hoa rất là dễ thương. Ha. Bộ này. Bộ nhúng nha. Rồi bây giờ em sẽ lên áo lẻ cho mấy chị nè. Em lên áo lẻ cho mấy chị nha. Áo lẻ mấy chị ơi. Anh nói rồi. Ủa lấy bộ đen 2x cho cái chị khách gì kia chưa? Vâng Nguyễn đó không? Nãy giờ bán bill. Một cái bill là gì? Bill giờ bán được để đây nha. Để chút nữa em tính bill rồi thử anh. À, anh Tuyết ơi cái bộ nhúng này là 240. Bộ cúc bộ yếm đang mặc cũng 240 ha. Vô chia sẻ nhầm like. Rồi bây giờ lên áo cho mấy chị nè. Áo này em bán cho mấy chị 160.000 nha. Áo bán cho mấy chị 160.000. 160.000 áo nha mấy chị.
Trời ơi nhưng mà áo này đẹp lắm. Áo này rất là đẹp. Em mà mở áo cái mấy chị mê say liền, em nói thiệt. Áo lễ này đẹp lắm mấy chị. Áo lễ rất là đẹp. Bữa nay có mấy bộ yếm về đẹp lắm anh nè, Tuyết Vỏ đây nè, dễ thương không? Rồi bây giờ lên áo áo cho mấy chị 160.000 nha. 160.000 áo nhúng ha. Áo này 160.000. Mã đầu tiên là em có xanh đen nè. Mã đầu tiên là xanh đen nha. Mã đầu tiên là mã số 1 xanh đen. Xanh đen mã số 1 mấy chị ơi. Xanh đen mã 1, chị nào size lớn lấy số 2 giùm em nha. Chốt giùm em mã xanh đen nè. Mã xanh đen số 1. Lên cho mấy chị một cái màu nữa nè. Xanh đen số 1. Đây. Bộ nhúng mấy màu, bộ nhúng tổng cộng là 4 vải á. À bộ nhúng mấy màu hả? À? Nhiều màu lắm em. Cảm ơn chị đây nè. Bộ nhúng em có màu xanh đen nè, xanh đen mã gấu nè. Bộ nhúng xanh đen mã gấu ha. Bộ nhúng thổ cẩm đỏ. Bộ nhúng thổ cẩm đỏ. Đây bộ nhúng thổ cẩm đỏ kèm quần dài nha. Ống không rộng cũng không nhỏ. Bộ nhúng đỏ. Bộ beo. Mấy bộ này em like xong em mặc đồ thử là. Đây mấy chị. Bộ beo dễ thương ha. Bộ beo. Rồi còn một bộ nữa là bộ thổ cẩm xanh, nãy giờ chưa cho mấy chị coi. Bộ hoa cúc xanh. Dạ ok chị. Đây là bộ hoa cúc xanh. Đấy. Mấy chị mặc bộ nào thì mấy chị cứ lấy ha. Cái này là nếu mà size chuẩn của nó là còn khoảng từ 70 đến 92, 93, 94 kg nha. Rồi bây giờ em lên mã áo số 2 nha. Áo nhúng số 2 160.000 mấy chị. Áo nhúng số 2 160.000 sao mà con vừa được. Vừa cái tay nó cũng thùng thình sao con mặc được. Đây mấy chị ơi. 160.000 mã số 2. 160.000 mã số 2 nha mấy chị nha. Mã số 2 160.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mã số 3 nè mấy chị. Mã số 3 160.000. La gì nữa, 5 phút nghỉ đi. Để cho anh thời gian chụp hình. Mã số 3 160.000 mấy chị. 160.000 mã số 3. Áo nhúng, tất cả áo nhúng nha. 160.000 mã số 3. Chút nữa bé chụp áo bé đánh dấu luôn nha. Rồi lên cho mấy chị cái mã số 4 nè. Mã số 4. Mã số gì không? Ghi hàng lỗi quăng lên trần nhà. Số mấy à? Mã số 3. Cái này eo 116 hả gái? Eo 116 có size nha. Eo 116, eo 125 cũng vừa nha. Hạnh phúc là anh ha, lấy cái số 2 là ok. Cái này số 2 nè. Rồi mã số 4 áo nhúng mấy chị. Mã 4. Mã 4 áo nhúng mà. Còn một mã nữa mấy chị. Còn một mã nữa là mã số 5. Mã này đẹp nè. Còn một mã nữa là mã 5. Chị nào chốt mã 5 chốt lên em nha. Mã 5. Còn một mã nữa là mã 5 mấy chị. Mã này mã 5. Ô, mấy cái này đẹp. Mấy đẹp quá trời. Mã 5 nè. Rồi mấy cái này mặc em mặc còn thích nữa. Mã 5 mấy chị. Rồi chị nào chốt mã nào chốt lên giùm em nha. Chốt lên giùm em mã 5. Rồi cái này mặc với rinh ngắn, mặc với chín tóc, mặc với dài. Em nói mấy chị đẹp mê hồn lắm. Nè, để cho bé luôn đi chụp hình nè. Chụp hình được không? Chụp hình nghỉ like để tối like. Đánh dấu nha. Cái này mặc với quần rin với lại quần sọc đen giống vậy hoặc quần váy vậy là em nói mấy chị mê mỏng. Mê lắm. Chứ mà để em bị tí cái gì xấu mà. Không có được đâu. Mà sao nhiêu tuổi đó mà mặc mấy cái áo này được. Mã 5 của chị Ngọc Mai Trắng. Mã 5 là cái mã cuối cùng á chị Ngọc Mai Trắng. Dạ. Ôi mấy cái mã này đẹp lắm chị Ngọc ơi. 160.
cái mã số 1 xanh đen đó, mã đầu tiên xanh đen cũng đẹp nữa chị. Mã đầu tiên xanh đen cũng đẹp nữa chị Ngọc Mai Trắng. Hôm nay hai set giờ đẹp lắm chị Ngọc ơi. Hôm nay hai set giờ đẹp lắm đúng rồi, 160 ngàn. Cái mã 1 mã xanh đen cũng đẹp mà, mã bò cũng đẹp. Mã 4 là mã gì vậy con? Mã 4 là mã bơ. Mã 4. Nói chung là 1, 2, 3, 4 là đều đẹp hết đó. Rồi đây, Ngọc Mai Trắng 160. Đấy trăm đất hồi Thúy Kim, ok Thúy Kim. Rồi Thúy Kim Facebook ý yên. Dạ cho chị coi lại. Bích Lùng ơi, cái gì mượn tôi đi con. Thúy Kim Facebook ý yên nè. Ờ, có xanh đen chứ không có đen nha. Hạnh Phúc là anh lấy xanh đen ha. Rồi Hạnh Phúc là anh 160 là lấy xanh đen. Cái gì mượn nó đâu. Em lên lại nha chị, em lên lại mã 1 cho chị nè. Hỏi con hỏi luôn. Mã 1. Mã 1 xanh đen của Nguyễn Phương Nam nè. Mã 1. Đây, mã 1 là xanh đen là Nguyễn Phương Nam. Mã 1 xanh đen, trời ơi mấy cái áo này đẹp lắm khỏi không? Mã 1 là xanh đen nè. Ha. Mã 1 xanh đen nha Nguyễn Phương Nam. Nguyễn Phương Nam. Rồi mã 1 có Anna Tiếp Võ nè. 86 của Anna Tiếp Võ. Mã 1 là xanh đen nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị cái mã 2 ha. Mã 2 màu này lạ lắm. Mã 2 chị Ngọc Mai Trắng chưa lấy mã này nè. Mã 2 màu rất là lạ, nó giống như màu rêu quá chị. Đó là màu rêu chứ giống như gì nữa. Mã 2. Chị nào chốt mã rêu, mã 2 chốt lên giùm em mã 2 mã rêu nha. Mã 2 mấy chị ơi. Mã 2 là mã rêu. Dạ dồn đơn chiều mai lấy luôn ok chị. Mã 2 là mã rêu. Chị nào chốt mã rêu chốt lên giùm em mã rêu. Mã rêu nha. Mã 3 là mã bò. Mã 3 là mã bò mấy chị. Mã bò, mã đồng á. Mã đồng. Mấy chị không có chốt cái màu rồi cuối cùng nha. Cái màu cuối cùng là cái màu đẹp nhất. Cái màu cuối cùng là cái màu em để dành em mặc kìa. Đây mấy chị. Đây là mã số 3. Mã số 3 là mã bò nha. Mã 3 là mã bò. Mã số 4 là mã bơ. Mã số 4 là mã bơ mấy chị. Mã số 1 nãy chị Ngọc Mai Trắng lấy gì à? Lấy hai gì đổ đây chị con. Rồi. Rồi Ngọc Mai Trắng 160. Mã số 2 là con rêu. Không chưa trùng đâu. Mã số 2 là xanh rêu. Rồi 160 thêm nữa. Một cái mã 1 của Thúy Kim. Rồi Thúy Kim một cái. Rồi chốt giùm em mã này mấy chị. Mã này là mã xanh bơ. Mã xanh bơ dễ thương ha. Mã này mã xanh bơ là mã 4. Và còn cái màu đây nè. Màu đây em nói đẹp mà nãy Thúy Kim chốt rồi nè. Màu này em nói đẹp nè mấy chị. Màu này em nói đẹp là nó đẹp mấy chị tin em đây. 95kg cũng vừa, Ngọc Dưỡng cũng vừa nha. Mấy cái này mặc cái quần váy đẹp lắm Ngọc Dưỡng. Đây, đây là mã cuối cùng là mã số 5. Mã số 5 nha mấy chị nha. Nói chung là cái dòng áo này nó xinh lắm. 160 ngàn. Chưa nhận được đồ con gái vậy trời. Mới gửi rồi sáng mà. Mới gửi rồi sáng mà gái. Rồi chị nào chốt áo này chốt giùm em nha. À, chị Thúy Kim nãy giờ có coi bộ nhúng chưa? Bộ nhúng này hôm nay về xinh lắm mấy chị. Nè em cho mấy chị coi bộ nhúng mà mấy bữa em ngồi mặc ngồi live mà chị nào cũng đòi lột đồ em nè. Đây nè mấy chị. Dạ 160 ngàn một áo á chị Hương Lai. Bữa giờ em thấy chị Hương Lai mà đồ. Trời ơi mấy chị thấy vậy chứ mà em mặc vừa nha. Em 80 mấy ký đó. Đây bộ nhúng 240 mấy chị. Bộ nhúng 240 vải đẹp không? Quá trời xinh luôn. Bộ nhúng 240 nè. Bộ nhúng có nhiều mẫu lắm mấy chị. Đây là bộ nhúng hoa cúc xanh. Đây là bộ nhúng hoa cúc xanh hàng Quảng Châu cho nên nó có hai size nha. Mã 5 của Nguyễn Ngọc Trâm nè. Mã 5 Nguyễn Ngọc Trâm đúng rồi, 1, 2, 3, 5 đúng rồi chị. Đây mấy chị, bộ này là hoa cúc xanh nè. Trời ơi cái bộ này mặc lên nó trắng mà. Em nói mấy chị nó không hề đụng hàng nha. Mấy chị nghe em giùm đi. Đây. Quá trời xinh luôn. Chốt giùm em cúc xanh. Mấy bộ này ít lắm mấy chị. Mấy bộ này hầu như rất là ít luôn. Ha. À, không có màu trắng thì anh Nguyệt Mai. Rồi, lên tiếp bộ nhúng tiếp cho mấy chị nha. Bộ nhúng. Chốt giùm em xanh đen. Đúng rồi. Chốt giùm em bộ xanh đen nè. Trời ơi, bộ xanh đen gấu này là mấy chị để mà mặc không đẹp đi kiếm tôi luôn. Xanh đen gấu. Mấy bộ này cưng quá trời.
Chị nào chưa chốt xanh đen gấu, chốt giùm em xanh đen gấu nha mấy chị. Mai trắng nào. Bộ nhúng 240, trời ơi, bốn màu lần chị Ngọc mai trắng. Cái này thổ cẩm đỏ nữa nè chị Ngọc mai trắng. Thổ cẩm đỏ cũng là nhúng luôn nè. Nè bộ nhúng số 1 của số 1 hoa cúc của chị Ngọc mai trắng nè. À, số 1 mã beo 240 của chị Ngọc mai trắng nè. Có bốn màu lần chị, thổ cẩm đỏ nè. Ha. À. Mà cái bộ xanh này với cái bộ thổ cẩm đỏ, bốn bộ em chốt cho trời chị bộ cúc xanh với bộ beo rồi. Bộ thổ cẩm đỏ này em còn hoa cúc xanh 240 rồi, để chị hai bộ rồi. Thổ cẩm đỏ có 3 bộ thôi. Trong một cái bao hàng Quảng Châu về thổ cẩm đỏ chỉ có 3 bộ. Trời ơi mấy bộ này mặc lên cưng lắm mấy chị ơi. Mã 1 áo phải không chị Như Nguyễn thành phố? Mã 1 và mã 2 của Như Nguyễn thành phố. Hai áo 320 của Như Nguyễn thành phố. Mã 3 và còn một mã nữa. Xanh đen gấu. Rồi 4 mã rồi. Mã beo, mã cúc. Rồi xanh đen gấu. Rồi đây 240 của chị Ngọc Mai Trắng. Không chị là gì chị? Là bộ 24 hay bộ 26? Ê gái lấy gì vậy gái? Lấy 4 bộ 4 màu, chị Ngọc Mai Trắng đủ 4 bộ 4 màu chưa? Với 2 bộ 3 bộ. Lấy 1 bộ nữa. Rồi 1 bộ nhúng đỏ nè, bộ nhúng đỏ này không có hàng. Nhúng đỏ này nãy ra xỉ lấy hết trơn rồi. Mã 1 lấy số lớn, mã 2 lấy số 2 người. Mã 1 mà lấy số lớn. Mã 1 số 2, ừ đúng rồi. Ủa con đã lấy của sĩ ra. Lấy số 1 của Nguyễn Ngọc Yến ra. Rồi rồi còn còn đâu nữa. Còn số 2 đâu. Anh nãy mã 1 mà lấy số 2. Rồi đưa lại Như ha. Anh đổ ra rồi đưa cho em rồi. Lấy số 2 này cho Ngọc Mai Trắng đúng không? Số 1, thổ cẩm lấy số 1. Nè, Như Nguyễn lấy số 2 nè. Rồi còn số chứ. Rồi còn cái nào nữa? Như Nguyễn lấy mã 1 mà lấy số lớn là số 2. Con cái anh không? Tuyết bộ thổ cẩm với áo số 5. Ok anh Tuyết. Anh Tuyết có thể cho lên số ký được không anh Tuyết? Bộ thổ cẩm nè, 250 của anh Tuyết xếp lại với một mã áo số 5. Anh Tuyết có thể lên giùm cho chị em cái số ký được không anh Tuyết ơi? Có thể lên giùm em bên em số ký được không chị? Số ký để em canh chứ không vừa cái mất công đổi trẻ đâu rồi, rồi mất lòng lắm. Bộ này mới về nè chị. Bộ này mới về mà xin. Bộ này không lấy size chị thôi, lấy size 75kg cho chị thôi, không có lấy size lớn đâu. Đây nè mấy chị ơi, bộ này mới về ngày hôm nay nha. Bộ này là mới về ngày hôm nay luôn mấy chị. Bộ này quần đẹp lắm. Bộ này quần rất là đẹp mấy chị. Đây. Bộ này em nói với mấy chị là quần về đẹp vô siêu. Bộ ống bát quần xẻ cà. Bộ ống bát quần xẻ cà. Chị nào chốt ống bát quần xẻ cà, chốt lên giùm em ống bát quần xẻ cà. Bát quần xẻ cà nha mấy chị nha. Chị nào chốt bát quần xẻ cà, chốt giùm em. Lại nào 70kg hay 70kg anh tiếp. Màu đen mã mấy? À 70kg. Cậu giao hàng biết dạng người thích mặc form rộng và bộ ống sẽ tà. Nè anh nè Tiếp Võ lấy bộ này nè. Trời ơi bộ này là hơi bị đẹp luôn. 250. Màu đen mã mấy vậy em? Không có màu đen chị, nó có xanh đen mã 1 à. Không có màu đen. Không có màu đen. Anh Tuyết cho xem xin địa chỉ số điện thoại nha. Đọc cái rồi. Đổi hình nào.
Bộ xể ta lấy rồi gái. Bộ xể ta lấy rồi. Bây giờ em lên cái bao riêng nha mấy chị nha. Hút đồ qua người đây hỏi. Lên bao riêng nè. Thu Nguyên, Thu Huyền rồi. Thu Huyền, bộ xanh với áo màu bò 70kg dạ ok. Áo màu bò nè, với lại bộ cúc xanh phải không gái? Với lại bộ cúc xanh này đúng không Thu Huyền? Ủa, chị kia cho địa chỉ số điện thoại cho chị Ánh Tiết á. Đó nó thích cổ. Đây, đây đúng không? Để rồi chị Ngọc Mai Trắng. Rồi bộ này, bộ xanh, xanh cúc 70kg. Có rồi chị Ánh Tuyết, có rồi anh Phước nó có rồi. Dạ Thu Huyền lấy một bộ cúc xanh với lại một áo màu bò. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nha Huyền ơi. Cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nè, 240 với lại 160. Bây giờ em lên riêng này cho mấy chị nha. Em lên riêng này từ từ nè, em vừa trả riêng vừa lên riêng cho mấy chị. Lần vô ấy dùm cái bóc dùm cái cô Thu Thu Huyền mới luôn. Chị ơi cái lô quần này là em mới lấy thử lần đầu á. Ha. Bộ này không có sai chị. Cái lô quần này em mới lấy thử lần đầu. Cho nên mấy chị từ từ để em coi chất vải nha. Mấy chị từ từ hết đi. Để em coi cái chất vải nè. Đó là mã gấu 15. Sẻ ta cho chị chưa? Sẻ ta chưa có chị Ngọc Mai Trắng. Vô lấy bộ sẻ ta size L cho chị Ngọc Mai Trắng. Mà nãy em lấy nó nằm ngay cái quạt đúng không? Đúng rồi. 10 13 vậy 240 rồi. 250 cái đó 250. 250. Rồi. Quần này mới về nè mấy chị. Quần này 200 mà. Bán nhiêu không? Bán 207 thì lại không có lời. Rồi bán mấy chị 207. 207 mã này nha. Nhưng mà mã này phơm không có lớn nha mấy chị nha. Mã này hỏi đứng vậy đo thử quần dài không quần đùi à. Cúc xanh có. Cúc xanh giờ còn có mấy bộ này nè không? 3 bộ à. Cúc xanh còn 3 bộ à. Bộ này phơm lớn. Bộ này 3 bộ đều phơm lớn. Quần dài. Mấy cái này quần dài mấy chị. À bộ xanh quần gấu đưa đổi lại. Rồi bộ cúc xanh còn 4 bộ chị. Một bộ size nhỏ, 3 bộ size lớn. Bộ viền gấu dễ thương lắm gái ơi. Bộ viền gấu đẹp quá trời. Để vô anh bóc cho chị để chị vô gì cho địa chỉ dùm cho chị luôn thôi luôn này. Đây bộ xanh viền gấu nè gái. Bộ xanh gấu nè. Rồi. Rồi bây giờ lên quần đây nha. Lên quần đây cho mấy chị. Ha. Rồi. Quần này size. Đây mấy chị. Rồi cái quần kia nên là sức giỏ. Từ từ, quần này là 270 ngàn. 270 ngàn quần này. Cho chị. Từ chờ một chút. Cho chị Thương. Facebook Ý Yên Thương gì quên mất mẹ. Thương Nguyên anh ơi, Thương Nguyên không có dấu 341. Thương Nguyên không có dấu 341, 270 ngàn. Thương Nguyên. Mấy chị chờ một chút nha. Tại vì soạn quần trả cho khách một cái. Rồi tới mấy chị nè. Chị Anh Trần size 33 là tương đương size 11 nè. Cái này nó là size 9, 11, 12. Nó là size 9, 11 nha mấy chị. 9, 11, 13, 15. Anh Trần Bưu Điện nè, 270. Chị muốn lấy xanh đậm mà chị lấy xanh nhạt đi chị ơi. Chị ấy phải lấy xanh nhạt. 13. Chị lấy xanh nhạt nha. Hoa tươi xuân qua nè. Bộ nhỏ mới liền vô đây hả? Dạ. Rồi hoa tươi xuân hoa 3 bộ. Rồi gửi rồi. Bữa nay xếp thổ cẩm về khác lắm. Em lấy cho chị Anh tiết giỏ là lấy quần rin màu bạc. Chứ em không có lấy quần rin đậm. Tại vì chị không có thích, chị không có ưng rin đậm. Cho nên em sẽ để rin bạc cho chị. Ok rin bạc chưa? Nè, rin bạc của anh Na Tuyết Võ nè. Anh Na Tuyết Võ 270 của anh Na Tuyết Võ. Anh Na Tuyết Võ 270. Anh giá rồi đúng không? Anh Trần Bưu Điện có rồi anh. Đó rồi. Hồi nãy cái áo lỗi em để ở đâu vậy hả? Em để chưa? Em
Trần á, Trần đổ lỗi để em đó. Mấy chị chờ em chút nha, tại vì em kiểm tra coi thử có khách đặt hàng không mấy chị ạ. Chứ cũng chưa có đăng nhiều, cũng chưa đăng nhiều luôn. Dạ chờ em chút nha chị Đức Lâm. Mã này ha, à, nhưng mà mã này là mã gấu nè. Mã này mã gấu. Chị nào chưa chốt mã gấu này chốt giùm em mã gấu này ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con mã này. Con này thì nó còn lẻ sai, con này màu rin bạc nha mấy chị nha. Con này rin bạc và con này còn lẻ sai của ai chị gấu hả? Không có sai hành Mỹ, hàng này hàng Quảng Châu. Hàng này cực gắt mấy chị ơi. Hàng này cái độ co giãn nó có. Có nhưng mà nó không có mềm bằng cái tụi hàng xưởng Việt Nam nha. Cho nên mấy chị lưu ý giùm em. Con này 280 nè. Con này rin bạc, mấy con này bụi lắm. Con này bụi, con này phải công nhận là bụi đời lắm mấy chị. Con này lấy cho anh Na Tuyết Võ con này đi. Anh Na Tuyết Võ lấy con này nè. Còn rin bạc có size nhỏ bé chị 52kg không có chị. Không có. Này bao nhiêu chị? À, của anh Na Tuyết Võ ghi 270 luôn chị. Quần này có mấy cái à. Anh Na Tuyết Võ 270 luôn đi. Rồi. Rin bạc này không có size mấy chị. Chỉ có 9 với 11 thôi. Rin bạc này chỉ có 9 với 11 thôi mấy chị. Rin này không có có hàng mấy chị ơi. Cái thằng này hàng Quảng Châu. Hàng nó độc và nó lạ lắm mấy chị đây nè. Bụi thiệt. Nhưng mà mấy chị biết sao nó không có hàng. Ha. À, chút nữa được cột lại nè. Để em coi được cái mã này có size lớn hơn tí không. Rin bạc của Mỹ Thu nè. Không có nhiều. Rồi lên con mã rin để có thử hồi nãy. Ai đặt rin bạc cho mày. Lên con này cho mấy chị con 9 nè. 13 cũng chưa lớn nhất, 15 mới lớn nhất. Con này cũng có size 15 mấy chị. Rin bạc từ khi chị lấy cái mã này nó còn có 15 nè chị. Chị lấy cái mã gấu này nè thì nó còn có 15. Nó cũng hết á. Nè con này thì có cái size 15 nè chị Nguyệt Thu. Con này có cái size 15. Chị Nguyệt Thu có ok thì em kiếm con này cho. À, mã gấu 280 số nhỏ. Mã gấu số 9 đây. Kiếm mã gấu số 9 cho chị Phượng như này. Mã gấu số 9 cho chị Phượng Dương 270 ngàn. Cột cục riêng nha. Nhưng mà lấy cái bao trắng á, ghi vô là hàng rin Quảng Châu để ra. Cái rin này mắc lắm. Đây nè mấy chị. Con này là bàn chân. Con này bàn chân. Ok. Là lấy cái mã này, nè size 15 nè. Size 15 của chị Nguyệt Thu 270. Chốt giùm em bàn chân mấy chị. Ai chốt giùm em bàn chân nha. Chị nào chốt bàn chân chốt lên giùm cho em bàn chân với. Rồi em lên cho mấy chị tiếp tục ha. Rin bạc có 75kg chị. Rin bạc có 75kg. Em lấy size nhỏ nhất cho chị Phượng Dương. Rin bạc có 75kg. Chị lấy 75kg thì em lấy chị Đức Lâm nè. Em lấy chị con rin bạc 75kg nè. Nè rin bạc 75kg của chị Đức Lâm nè. Chị lấy 2 mẫu lần. Chị lấy 2 mẫu không?
Quần con mèo là bao nhiêu người đặt mà không có size lớn đó anh nè, tiếc vỏ à. Cái bàn chân là không có rin bạc nha. Cái bàn chân rin đậm, chịu không? Chịu không thì em đổi cho. Ok không? Nè Đức Lâm lấy thêm cái quần nữa nè. Đó một cái phải không? Dạ. Nè lấy thêm cái chị Đức Lâm ơi, em lấy hai cái bàn bàn chân này cũng còn 13 nữa. Ít lắm. Ok là sao? Ok là chịu đổi phải không? Rin đậm ok. Đưa phủ cái rin bạc kia, đổi cái bàn chân. Anh ơi tiếp vỏ cái trên cùng á. Đổi cái này đúng không? Còn cái nào nãy giờ không? Không, cái em mới bỏ vô thêm một cái nữa. Rồi đúng rồi đó. Bỏ vô là như thế. Nè, bỏ cái này thêm cho chị Đức Lâm nữa nè. Đức Lâm mới lấy cái nào anh đưa em coi. Nè em bỏ thêm cái bàn chân cho con mèo cho chị Đức Lâm nữa nè, dễ thương lắm. À, rồi bỏ thêm cho chị Đức Lâm cái này nữa. Có đồ bộ không em? Dạ hôm nay về bộ yếm. Hôm nay về bộ yếm em đang mặc mà chị, kèm với quần đùi. À, dạ bàn chân bao nhiêu hả chị? Bàn chân 270. Bàn chân 270 nè chị. À, thường Phan Nhật size bao nhiêu? Bàn chân là 207 nha. Bàn chân 207. Cái này cũng có xanh đen nha, cái này cũng có xanh bạc và xanh đen. Chốt giùm em mã gấu trái tim. Mã gấu trái tim cũng hai màu xanh bạc và xanh đậm. Và còn một mã nữa là mã con mèo này mấy chị. Mã con mèo này. Rin bạc. Rin bạc 75 kg. Còn chị Ngọc Mây Trắng nãy giờ chưa có quần rin hả? Chưa. Rồi lấy rin bạc con mèo cho chị Ngọc Mây Trắng nè. Chị Ngọc Mây Trắng rin bạc con mèo 270.000. Ai nữa mấy chị? Rồi bây giờ em sẽ lên lại 4 bộ. Bé Lung chụp cái đó xong chưa con? Xong rồi bộ 4 bộ yếm chị mới để đâu đây hả? Rồi đó đó, chiều mai chị lên. Rồi em lên 4 bộ yếm xong rồi bé Lung đem 4 bộ yếm xuống chụp hình nè con. Lên 4 bộ yếm cho mấy chị nha. Yếm giống như em đang mặc nè ha, kèm với quần đùi. Chị Linh Ngọc con mèo 75 kg. Giang Trần hả? Rồi để nhắn tin đến bà nội nó thiệt đó chứ. Sao bao nhiêu? Em lấy cái tay sao nhiêu? Anh chỉ kiếm thôi nhiêu. Anh chỉ kiếm thôi. Quần này anh Nguyệt Mai mặc không vừa đâu. À, con mèo 75 kg hết rồi chế ơi. Em chỉ còn con gấu 75 kg thôi. Em chỉ còn gấu 75 kg thôi chị. Rồi bây giờ để lên bộ này nè. Bộ giống như em đang mặc là bộ thổ cẩm nè, quần đùi ha. Gấu rin bạc của Ngọc Mây Trắng. Nè gấu rin bạc của Ngọc Mây Trắng. Mấy chị ơi, bộ thổ cẩm giống như em đang mặc nè. Nè vô trải cột nè con. Nè coi trải lộn nha bé. À cái dây này là ở sau ha. Bộ yếm nè. Chút nữa con chụp là con đẩy cái này vô một chút. Đừng lấy mèo chị kỳ à, bỏ con mèo rồi lấy con mèo của chị Ngọc Mây Trắng. Đưa qua chị cho chị Linh Ngọc là giáp đi. Quần bò này dài full tip. Rồi bộ yếm đầu tiên nè mấy chị. Bộ yếm đầu tiên là giống như em đang mặc ha. Tuổi chuột không thích mèo. Rồi bộ này, bộ yếm đầu tiên size L. Thôi chị mượn cái bịch đi hả. Rồi bộ yếm thứ hai. Chưa có quần lấy kim hả chị Chiêu, ráng chờ em một hai người nữa là hàng Quảng Châu em cập bến á. Bỏ vô hả? Bỏ vô đây mấy chị ơi. Đây là bộ yếm thứ hai là bộ vợt sách. Bộ vợt sách đỏ. Chị nào chốt vợt sách đỏ chốt lên nhà em vợt sách đỏ bộ yếm ha. Vợt sách đỏ bộ này 240. Hai bộ. Rồi lên tiếp bộ thứ ba cho mấy chị nè. Bộ thứ ba. Bộ thứ ba là bộ hoa. Trời ơi mấy chị ơi, bộ hoa này cưng lắm. Bộ hoa này rất là cưng nha. Chút xíu tối nay em mặc bộ này cho mấy chị. Quần bò có xanh đen à Phương Tích ơi. Đây là bộ yếm hoa nè, dễ thương không? Bộ yếm hoa này rất là đẹp nha mấy chị. Mấy bộ này mấy chị mặc lên bao cưng luôn, kèm với quần đen. Bộ này là mã số 3. Phương Thảo của Yên là Phương Bốc Yên là Phương Lan mình không? Đây rồi. Sao có Phương Thảo nữa? Phương Thảo của Yên là không chịu nhận hàng rồi. Mấy bà ngoài bộ Phú Yên báo cũng hoa lao nữa. Mấy bà đời này không chịu nhận hàng, mấy bà là dân sale. Mấy bà chỉ có để hàng ở bưu điện mấy bà tới lấy thôi. Hàng bưu điện hoài giờ điện thuê bao không bắt máy luôn. Bắt không bắt máy cho bưu điện thuê bao luôn. Nhắn Facebook ý đi. Bộ này là hoa hồng nè. Em còn một bộ hoa vàng nữa mấy chị. Em còn một bộ hoa vàng mới cưng. Đây, hoa vàng nè. Bộ hoa vàng này mà mấy chị mặc yếm á nha là bao mê say bộ này luôn. Ha, em có 4 bộ yếm.
Rồi chị nào chốt bộ yếm chốt lên giùm cho em bộ yếm nha. Bé lấy bộ yếm này, bốn bộ yếm chụp nè, với lại chụp cái bộ hoa đen kia, cái bộ đen mà bộ bao bộ xà bá về đó. Đấy. Bây giờ là chụp hình đi mấy chị. Còn hàng này là em gom vô là hàng Quảng Châu nè mấy. Nha, bột lại luôn anh. Hàng về quá trời mà bán chỗ này là chết. Rồi chị nào chốt. Yếm bao hoa. Từ từ nha. À, yếm số 2. Yếm số 2 là vờ sách đỏ. Bà này bà đặt đúng đồ đúng. Vờ sách đỏ số 1. Nè vờ sách đỏ số 1. Cho anh em tiếp vỏ rồi. Rồi tiếp tục. À, sáp đỏ là gì? Ngọc mây trắng số 3. Ngọc mây trắng. 240. Yếm số 3. Đó. Hoa hoa hồng. Hoa hồng này. Đúng rồi, size hoa hồng luôn rồi. Size L luôn Nguyễn Ngọc Trân. Size L Nguyễn Ngọc Mây Trắng 240. Dạ yếm 240 bộ chị. Rồi đưa bộ yếm hoa cúc vàng cho chị Ngọc Mây Trắng 240 luôn con. Qua đây. Bé vô lấy một bộ vợ sắp đỏ size. Size 2 ít cho con. Hai bộ là anh tiết vỏ lấy bộ nào. Bộ 1, bộ 2, hai bộ nào. 2 và 4, 4 là hoa vàng không. Bé lấy bộ vợ sắp đỏ hay với bộ hoa vàng số 1 luôn. Yếm hai trăm tư, đây Nguyễn Ngọc Trâm nè anh. Dạ 240 chị Nguyễn Ngọc Trâm, vờ sắt đỏ. Cái vờ sắt đỏ là cái màu mà khi mấy chị mặc yếm lên đẹp nhất. À, cái bao hoa vàng số 1 để đâu? Hoa vàng số 1 của anh ai tuyết vỏ luôn. Số 2 và số 4. Không mà em là em nói sự thật á mấy chị. Cái bộ em đang mặc là cái bộ xấu nhất. Xấu nhất trong cái dòng đồ yếm nha. Rồi đây. Nè của anh tuyết vỏ nè. Anh tuyết vỏ 240. Cái bộ em đang mặc là cái màu, có nghĩa là cái màu nó dùng từ là so với ba bộ kia nó là xấu nhất trong ba bộ. Nhưng mà nếu mà nó thổ cẩm như thế này thì nó vẫn sang và dễ thương mấy chị. Chỉ có điều không mặc vú nó không đẹp chút thôi. Chứ thật sự là rất là dễ thương. Thật sự là tại vì hàng hôm nay em chưa về tới nơi nè. Tí xíu hàng em mới về tới nơi mấy chị. À, ủa Thông đi đâu rồi hả? Chứ yếm số 2 là màu vờ sách đỏ. Vờ sách đỏ coi thử chị Ngọc Mây Trắng lấy cái gì à. Vờ sách đỏ số 1. Vờ sách đỏ số 1. Còn không hỏi? Rồi 240 của Ngọc Mai Trắng. Trời ơi tại vì chị vú bự. Còn vú đây em nói mấy chị. Bộ hoa vàng 2 của chị Nguyệt Thu. 2 nha. Hoa vàng 2 của chị Nguyệt Thu. Rồi chị Nguyệt Thu 240. Cái bộ này nè chị Thu à. Cái bộ này lên yếm là đẹp nhất nè. Đủ size con. Bộ yếm đủ size. Bộ đen chụp luôn bộ đen nha. Áo là size từ 60 đến áo là free size 60 đến 95kg vừa. Hôm nay có bộ yếm bộ già. Cái này là về tối hôm qua đó. Mà tối hôm qua đi ăn sinh nhật 6 bảnh. Rồi hôm nay về bộ nhúng anh Na Tuyết Trinh. Rồi hôm nay về áo lẻ. À đúng rồi chị là 234. Là chị không lấy bộ thổ cẩm em nè. Là của chị Ngọc Mai Trắng không lấy bộ thổ cẩm em. Là chị 234 đó. Tại vì em lựa cái bộ nào mặc xấu nhất á mấy chị. Để mấy chị mặc. Rồi em đưa mẫu lên cho mấy chị. Chị em còn quần ống suông không chị? Chị Mai Nguyễn. Quần ống suông là trừ khi là xét thôi chị. Chứ bao giờ chưa có may lẻ. Quần vải hay dài vậy nó là quần đùi co giãn nè chị. Nó là quần đùi co giãn chị Võ Thị Kim Loan. Rồi hôm nay em về mấy bộ nhúng đẹp ghê chị Loan à. Hôm nay em về mấy bộ nhúng mà chị Loan nhìn là mê liền. Đẹp. Ủa mấy cái đồ này của chị ở đây đâu à? Rồi hôm nay em về mấy bộ nhúng đẹp lắm. Đây nè chị Loan. Bộ tối đi sinh nhật là cái dâm hàng xuất đó để em may cho. Để em đưa cái bộ em giặt rồi em đưa bộ đó xưởng may cho mấy chị. Dâm hàng xuất đó chị, dâm bét hàng xuất. Nè chị Võ Thị Kim Loan đẹp không? Trời ơi xinh quá trời luôn á chị.
Bộ này em nói mấy chị xinh lắm, bộ này người ta gọi là bộ beo nè. Bộ này 240 mấy chị. Bộ này có size tới 9 mấy ký luôn nha. Bộ này là hàng xưởng của Quảng Châu. Bộ này là hàng của Quảng Châu nè. Rồi chị nào chốt bộ này chốt lên giùm cho em bộ này ha. Bộ này là bộ beo. Chị nào chốt bộ beo này chốt lên giùm cho em bộ beo nha. Chốt lên giùm em bộ beo với. Bác Tư về mai con về con làm bill với ba nha con. Bộ này bộ beo nè. Em còn một bộ xanh đen cũng đẹp lắm chị Võ Thị Kim Loan. Đây nè. Em còn bộ này cũng rất là cưng chị. Bộ này chị xinh ha. Ơi hàng Quảng Châu nó may cái vải này xinh quá trời luôn. Đây. Đây nha. Bộ này là bộ gấu á mấy chị. Bộ này là bộ xanh đen gấu. Lấy tay lời rồi đó nó. Có thay mấy cái bì khác kéo băng keo nha hả? Dạ, là một bịch ít khác luôn rồi nè. Ừ. 4 bịch đó. Đây này là mấy bộ tối qua nè chị, tại tối qua em đâu có like. À mấy chị thấy không, đồ em like qua một bọn là chị thấy em làm biến like lại liền. Ờ cái tánh gì kỳ cục không biết nữa. Em vừa bộ beo không Phương Trinh nhiêu ký. Quần đen có đá dưới chân giá 400 còn gì ngọc mai trắng. Quần đen có đá 400 là cái bao dưới đó bữa Thành nó hút vô. Còn được 3-4 cái á chị. Quần đó đẹp mê say luôn. Ừ. Nhưng mà có mấy cục em dễ kiếm lắm mày. Hai mẫu nha. Dạ còn một mẫu nữa em coi thử. Bộ này gần như hết rồi. Còn một mẫu nữa là thổ cẩm xanh. Thổ cẩm xanh đây. Còn mẫu nữa thổ cẩm xanh là cúc xanh nè. Chứ mấy bộ này là khách lấy. Nhưng mà cúc xanh này là size lớn nha chị. Chị Loan. Cái này là size lớn chứ không phải size nhỏ. Cúc xanh thì đẹp. Nhưng mà cúc xanh chị nào mà trên 75kg thì mới đẹp ha. Bộ cúc xanh chị nào trên 75kg mới đẹp. Bộ beo 75kg của chị Đức Lâm. Bộ beo 75kg 240 của chị Đức Lâm nè. 240 của chị Đức Lâm. Bộ này dễ thương lắm chị Lâm. Bộ này em nói mặc lên, mặc like một cái là mấy chị mê say liền. À 98kg 1m63. 98kg 1m63 bộ nào ha. 98kg mà 1m63 vừa đó gái. Vừa nha gái. Bộ cúc xanh của Võ Thị Kim Loan. Có một bộ cúc xanh nè chứ. Cúc xanh có đúng một bộ luôn. 240. Xanh gấu đẹp lắm chứ ơi. Xanh gấu đẹp mê say luôn. Em có để một bộ rồi mấy chị. Xanh gấu em có để một bộ mặc nha. Bộ này mà em mặc ngồi like là rất là nhiều người hỏi luôn á. Em nói thiệt, nó làm cái viền đẹp lắm chị. Nó làm cái viền rất là đẹp. Có một cái cục trong cái bao bự á. Bao bự chà bá nhất đó hỏi. Đây nè mấy chị. Mấy chị thấy vậy chứ mà dài qua rút một khúc dài tới chia cái ống quyệt. Chia cái nay bụng mấy chị luôn á nha. Chứ mấy chị đừng có nghĩ là nó ngắn ha. Bộ này chốt giùm em bộ xanh đen gấu. Bộ beo cũng đẹp mà xanh đen gấu cũng đẹp. Ha. Trong đó đó hãy coi lại đi. Trong đó luôn, trong bao luôn. Để chút em lấy chị hai quần nha. Một bộ beo Phương Trinh cho địa chỉ số điện thoại giùm luôn nha. Phương Trinh cho lên địa chỉ số điện thoại Phương Trinh ơi. Phương Trinh cho chị Yên lên địa chỉ với số điện thoại nha. Trời ơi cái bộ này nó cưng lắm mấy chị. Em nói thiệt bộ này rất là cưng. Mấy chị thử mặc đi, bộ này cưng lắm. Cưng ơi là cưng luôn, cưng quá trời cưng luôn. Tối mặc. Chị có hết rồi chị Ngọt Ngọt Mây Trắng. Chị có hết rồi nha. Chị là có đủ 4 bộ luôn á. Nhưng mà giờ ai muốn 4 bộ chị nữa là không có chị. Dạ ok chị Võ Thị Kim Loan. Chị là có đủ 4 bộ chứ giờ khách hỏi 4 bộ em còn không có like nữa chị. Đức Lâm cúc xanh luôn. Cúc xanh hết rồi. Đức Lâm cúc xanh nè. Lại lấy cô sĩ à. Cúc xanh này đúng không? Đúng rồi. Lại số mấy? Số 1, số 2. Chị nào chưa chốt thì nói em lên lại áo lẻ ha. Còn không là tối mình vô gặp nhau để tối này có hàng xếp về. Có không hả? Còn 4 cái dưới chị nhớ chắc ăn luôn á. Có ghi quần 400 luôn mà. Chào chị.
Không phải nha, quần đó là quần đùi không á. Để em chút em xuống em kiếm cho. Để chút em xuống em kiếm cho. Lên cột quần riêng bỏ bao nè Hải ơi. Đúng rồi. Lấy cái bao ra đếm thử bao nhiêu bộ đồ này còn lại để chị kiểm hàng cho. Dạ à, mấy chị chờ một chút nha, hàng nó đang về. Mấy chị chờ chút xíu đi, chút xíu tối tối mình gặp nhau đi. Tại vì hàng Thông nó đang chở hàng về nha mấy chị. Thông nó đang chở hàng về cập bến. Chút xíu nữa mình lại lên đồ mới tiếp nha mấy chị nha. Chút xíu nữa mình lại lên đồ mới tiếp ha.